Xin chào tất cả các bạn, các anh, các chị yêu Lan. Thì có ngày nghỉ rỗi rãi thì cũng đi sang các vườn lan, gọi là, hoặc là những người chơi lan ấy, thì ngó nghiêng cũng là tâm sự cái thú chơi lan của chúng ta. Thì thưa các bác, là hôm nay thì tôi quay lại một chút hình ảnh nói chuyện với các bác về cái cách chơi lan của những người mà xung quanh mình. Đấy. Thì thưa các bác, là đôi khi thì chúng ta cứ nghĩ chơi lan là một cái gì đó mà chúng ta phải thế nọ, phải thế kia. Đấy, đôi khi là vườn phải như này này, vườn phải như thế kia này, lưới nọ lưới kia này. Đấy, thế rồi che nắng rồi che mưa rồi đủ các thứ, có nghĩa là rất là nhiều thứ để mà chúng ta xoay quanh cái chuyện này. Tuy nhiên thì không phải phủ nhận là khi mà các cái vườn mà nó có điều kiện về mọi thứ ấy tốt đấy, thì là nó sẽ có hiệu quả cao hơn. Đấy, ví dụ như là ánh sáng tốt này, thế rồi độ thông thoáng này, độ ẩm này, thì những cái thứ đấy nó cũng có lợi cho sự phát triển của cây lan. Tại vì chúng ta muốn chăm sóc nó ở cái mức tốt nhất thì chúng ta thường làm nghĩ đến đâu ta làm đến đấy, nghĩ thế nào ta làm đến thế. Nên là mỗi người có một cái quan điểm riêng. Tuy nhiên thì chúng ta muốn nói chuyện ở đây là cái sự thích nghi của cây lan nó rất là đặc biệt. Có thể ở cái môi trường nào sống lâu rồi nó cũng có thể thích nghi được, còn ở ngoài tự nhiên thì ví dụ như nó gặp cái bất lợi là nó sẽ chết. Đấy, thế nhưng mình thì mang về thuần nó, cho nên không ai muốn cho nó chết cả. Đấy, thì khi mà có những cái suy nghĩ như vậy thì chúng ta cũng làm theo cái ý của gọi là mình nghĩ. Đấy, tuy nhiên thì nó còn phụ thuộc theo rất nhiều, ví dụ như điều kiện hoàn cảnh chơi rồi các thứ nó rất nhiều. Có người thì thoải mái làm một cái dàn vài triệu hay chục triệu hay là trăm triệu, thậm chí có cái vườn hàng tỷ, nhưng có cái cũng có người được không có vườn đâu, không có dàn đâu mà treo ở gốc cây, thế rồi bên cạnh hiên, rồi như tạo những cái gọi là cái chỗ nào mình có thể treo và mình cảm thấy nó hứng thú và mình chơi là được. Về cái quan điểm thì vẫn muốn là sao cho nó cây lan của nó vẫn tốt. Đấy. Thì đây trước mắt các bác cũng biết sang nhiều ông cụ năm nay cũng đã gọi là trên 80 rồi đấy, cụ là đã 82, 83 rồi đấy. Thế nhưng mà thần thái thì rất là khỏe mạnh, nói năng rất là gọi là vẫn rất là khỏe đấy. Thế và có cái thú chơi lan thì cũng qua cái kênh YouTube thì tôi được gặp ông trong cái dịp mà gọi điện Zalo, qua Zalo, thế là hai chú cháu là cứ nói chuyện với nhau suốt. Đấy, thế là chú cứ bảo là hôm nào sang nhà tới chơi. Thế là hôm nay thì tôi cũng sang nhà chú, thế là hai chú cháu ngồi nói chuyện với trẻ rất là vui vẻ. Đấy, thì và hôm nay cũng muốn giới thiệu với các bác là cái sự đặc biệt, cái sự mà trước đây cứ hay nói là phải thế nọ phải thế kia thì ta thấy rất lạ là bắt gặp được ngay ở cái chú đây. Vừa ở xào treo. Đấy, thưa các bác, là vườn lan của nhà chú ở đâu? Cháu treo lưới thôi. Vâng. Nó ở trước hiên cửa nhà luôn. Nếu thì nếu nhà mà của bác là nhà gọi là hiên tây, gọi là hiên tây máy bằng, nhà gọi là có cái hiên chiều rộng nó khoảng hơn 2 mét và chiều dài nó cỡ khoảng 7-8 mét đấy. Nhưng khả năng thì nó thế thì bác chú đã làm một cái dàn đầu này, gọi là các cái dây dạng như kiểu dây thép thôi, rất đơn giản, rừng bị và treo lên cái dàn, gọi là treo lên cái hiên ấy và treo lan lên ở đấy. Thế thì đầu tiên thì tôi nghĩ là cái này chắc là nó lan nó còn khó lên đi. Tuy nhiên là cái ánh sáng, đúng rồi, nếu nói cứ phải nói thật là cái ánh sáng là đôi khi là cũng không đủ. Đúng rồi. Thế nhưng mà cây lan của ta nó vẫn thích nghi các bác ạ, vẫn thích nghi và phát triển. Đấy. Thế thì muốn nói ở đây là cái sự thích nghi của cây lan nó rất là mãnh liệt, hay là cái điều kiện sống của nó. Nó cũng gần người và cũng không quá nặng nề về cái được mình cứ phải cho nó là thế nọ là cho là thế kia các bác ạ.
đấy, dàn lan rất đơn giản. Chứ em trước em thấy cái thế và đấy, nó không được đẹp. Chú là cũng đưa các cây lan xuống và tôi cũng đã quan sát đấy, thì cái sự phát triển của cây lan thì nếu mà nói về cái mà chuẩn thì chắc là không được ok, nhưng cây lan vẫn phát triển bình thường, vẫn ra hoa đấy, như cái chậu lan vừa nãy bác chú ở với khoe đấy thì vẫn ra hoa bình thường các bạn, các chú ạ, các bác đấy, nên phải nói là là nó thích nghi với cái hoàn toàn với sự sống đấy. Ví dụ như cái trước hiên này có khoảng vài chục, cũng khoảng 30 cái giò lan đấy, treo thì những cái giò lan là được treo ở phía bên ngoài là nó sẽ vươn ra cái hướng ánh sáng đấy, thì những cái chỗ như này thì có thể là treo một mặt được đấy. Và còn dưới hiên này có bác xem trồng kiếm, có mấy giò kiếm phải nói là phát triển khá tốt đấy, trồng hiên này đấy. Đấy, nó chỉ hơi bụi chút nhưng mà phát triển là xanh lắm đấy. Đấy, nhìn rất phong thủy, có nghe là trước cửa hiên này, trước cửa hiên nhà này chúng ta có thể trồng những cái giò lan, những cái chậu lan kiếm, sau đó là phía trên phía trên hiên này chúng ta có thể treo những cái giò phong lan. Đấy, như nhà chú đây cũng đủ loại, không thiếu gì đâu. Đấy, kiếm là phát triển rất là xanh, rất là tốt. Đấy, thì hai chú cháu ngồi thảo luận về nào là phân bón rồi các thứ. Thì như chú đây thì cũng thiên về những cái loại này thì thiên về phân hữu cơ này. Đấy, kiếm này thiên về phân hữu cơ. Thế rồi còn phong lan thì đấy, như chú chia sẻ là đều dùng gọi là cái thuốc dùng cho lúa. Đấy, các thuốc, các phân dành cho lúa. Thế và chú cháu đều hiểu về nông nghiệp cho nên là gọi là nói chuyện là bảo là cái này lan thì nó là cái gọi là cái cây mà chúng ta chăm sóc. Đấy thì nó cũng áp dụng theo nông học là rất là chuẩn. Thế ví dụ như là chỉ cái lưu ý với các bác là dùng nếu mà dùng phân bón thì họ theo bao bì thì họ tính theo lúa. Thế còn mình thì cứ tính ví dụ như là lúa thì người ta dùng là bột phần, như mình pha có thể là 10 phần nước, ví dụ người ta bảo pha với 10 lít nước thì ta có thể pha 100 lít nước đấy, để ta tưới phân ấy thì loãng ra tất cả các loại phân là loãng ra thì là cây lan của chúng ta hấp thụ tốt và bộ rễ của nó rất là ok, không vấn đề gì đấy. Thì các bác các anh các chị là lưu ý lan chết là chẳng qua chúng ta chăm quá thôi, gọi là càng chăm càng chết ấy. Nên là chúng ta lưu ý về cái việc chăm sóc lan các bác nhá. Nghĩa là đi thực tế nhiều khi là phải thế nọ phải thế kia, dàn thế nọ dàn thế kia, ở đây treo ở dưới mái hiên đấy, treo ở dưới mái hiên nhé, làm một cái dàn 25 mét phải tới 7-80 triệu, đúng rồi, nhiều tiền lắm. Đây nhà cụ già 82 đấy mà treo ở dưới cái mái hiên nhé các bác nhé, không phải là dàn nữa gì nhé, mà lan đến thời điểm này đáng lẽ là phải rụng hết lá rồi nhưng vẫn còn nguyên lá ấy. Đấy, có nghĩa là cái sự thích nghi là nó vô cùng lắm. Ở môi trường nào thích nghi môi trường đấy. Môi trường là 1-2 là phân thuốc. Vâng. Cái phân thuốc là quan trọng nhất. Đấy, hoàn toàn treo ở dưới mái hiên. Không theo loại phổ biến một chút nào. À đấy ạ. Ừ. Vâng. Tôi không dùng hàng thuốc lá, cần dùng hàng bảo vệ thực vật hết. Vâng. Chính xác. Chứ tôi đấy. Không dùng thuốc lá. Đắt lắm. Đúng rồi, rất là đắt mà nó trồng chéo, lượng. Nếu mà không hiểu là nó trồng chéo. Không phải, chất lượng không bằng thuốc thực vật. Vâng. Thì thực ra là tất cả các loại thuốc đều ở thuốc thực vật ra. Vâng, vấn đề là cái cứ nhà này hướng cứ nhà, ông này hướng dẫn thế này, ông kia hướng dẫn thế kia, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là cái phân thuốc mà bảo vệ thực vật, nó là cây cối mà. Vâng, nó là cây cối thôi. Cây dưới nó có nước nó phải nặng. Dưới có cây dưới cực đẹp.
Đẹp gì? Mua đi cho ông bác. Đẹp đấy. Phía dưới thì nó tạo rất đẹp. Tay tán đều. Đấy. Cái máy hiên nhé. Trồng trong máy hiên nhé. Cây vẫn tốt, vẫn khỏe bình thường. Đấy. Mà đến thời điểm này nhé, lá chưa rụng hết này, mà cũng đã có nụ hết rồi. Đấy. Đây là cái môi trường. Cái môi trường bạn ơi, môi trường nó gì nhỉ? Nó cái phần gốc cũng quan trọng đấy. Vâng. Cái vỏ này có nụ rồi, đây này mà lá vẫn còn xanh lắm ạ. Cũ thọ. À. Đây này nó ra mầm của nó thích. Ui, lắm. Mầm cái này á? Vâng. Đẻ như lợn. Ui nếu mà Phú Thọ giờ cũng cũng đây này hình như có mầm rồi đây. À đây rồi. Mầm đấy rồi đây. Mầm đúng rồi. Mầm hoa nụ đấy. Nụ. À, vâng, đây, vâng. À đây đây nụ ra rồi. À đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Cái này năm 2. Năm 2 đi ngon. Khi năm 2. Và rồi gốc thì lúc nhúc. Kinh nó rẻ kinh. Mình cứ dùng thực vật hơn. Vâng. Bảo vệ thực vật ấy. Chứ đúng đừng rồi. Không cần phải dùng lan nó lắc. Chính xác ấy. Cháu thế cứ gọi là đôi khi cứ hướng dẫn mọi người, một là phân trâu phân bò đấy mà mình tự làm được ấy. Không cần phải một tí thuốc hóa học gì đâu. Cái phân trâu phân bò. Phân trâu phân bò. Là nó dùng vào cái trà này, vâng. Hay cây mộc hương này thì được. Hay không sợ nó nấm đúng không? Vâng, cơ mà cây lan này mà cho vào là sau này nó thành bếp. Vâng. Bếp ở dưới. Vâng, đúng rồi. Và cháu thì cháu cứ gói vào cái túi lưới xong cháu đặt lên phía trên ấy, cộng với một chút phân đàn trọng thì thấy nó khá tốt cả, chú ạ. Đây cũng có cả Phú Thọ ác nhỉ. Đây là cháu có một tí ở đây nhá. Cháu ở nhà có một tí. Đây là cái cái nhảy đây này. À. Cái nhảy này hơn 2 triệu hôm mấy đứa con. À đấy là cái gì? Đấy. À. Cái nhánh con. À. Nó nhiều loại lắm. Thế còn cái này là cái năm cây bỏ rồi, bỏ mấy em, bỏ lên. Cái này là cái trắng mọng nung, bánh nung. À, cái này là cái nhảy này. À. Cái kia là hoàng mẫu hậu. Vâng. Hoàng mẫu hậu để nó đẻ. Hoàng mẫu hậu. Cái này đây là lạ. Chưa có nụ. À đấy. Cái này nó đẻ cũng áp đây này. Mầm con nó liền nhiều lắm. Đấy. Xanh sạch, chưa? Xanh sạch cái này. Xanh. Cái đợi bây giờ có hoa thì tuyệt vời. Vâng. Đấy. Đây, cái này bên hoa mẹ. Bác thích thì nhận cho bác cái giò này này. Dạ, đấy là cái gì? Đây là trước nó gọi là năm cánh nhắn Thái Bình. Nhận. Thế cơ mà giờ nó lại, giờ hàng va nó ra, thì nó lại người thì gọi là Hồng Thái Bình, người thì gọi là Ám Thái Bình. À, đấy. Tôi chuẩn chưa đưa hoa cho bác đấy. À, vâng. Mầm nó lên kinh, nó khỏe lắm mà. Đúng rồi, cái này chơi cả thân lá đây. Không, nếu mà nụ rồi đây. Đúng rồi, đang có nụ rồi. Đấy, nụ dày xít đi. Vâng. Hơn chục cũng khối tiền rồi đấy. Kiểu. Nhà cháu thì cháu toàn tận dụng thôi, cứ có cái gì thì cháu làm, có nghĩa nhìn nó trông nó hơi luôm nhuôm nhưng mà gọi là cứ nối dần. Cái này năm ngoái nó ra xong bắt đầu này về cột ấy. Mình làm đấy, bao nhiêu? Cái này đúng rồi, mình làm thì không hết bao nhiêu tiền. Cái giá pháp hơn 1 triệu. Vâng, đúng rồi. Hơn 1 triệu pháp thì giờ đây. Không, nếu mà mình làm lấy thì công nó đắt mà. Mình làm lấy được thì rẻ. Nhà thì mấy cơ pháp đang chuẩn bị. Hàn như có hết rồi. Chuẩn bị có hoa. À, cái này đấy. Là về hôm mấy là tôi mới ngại yên thấy thì giờ nó đẹp hơn. Cái này nó dài nhất là 2 mét. Đúng rồi. Cái này nếu mà môi trường tốt nó to lắm như con tay này. Đầu hôm mấy nó mới gắn vào cái bảng lớn. Thế từ ngại tới đây tôi bắt. Cái này là cái quế tháng 8 này. Quế tháng 8 người ta mở sẵn. Cây ấy thì tốt chưa? Cái này hoa vàng đúng không? À vâng. Nụ trắng như là nụ xanh như là hoa vàng. Vàng hoa trắng. Rất là to. Nặng lắm, ba cây này nặng lắm.
Còn vâng. Miền Bắc này thì nó chỉ có tím trắng thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái giò cây nhãn như là cái giò to cái đúng rồi, có màu thêm màu vàng. Màu vàng. Có thêm màu vàng đúng không? Màu sắc ấy. Cháu hồi mua một lô chục cân. Về cũng độc cái màu vàng ấy. Nó gọi là ba màu. Nếu về hương thì nó cũng na ná như nhau nhưng mà cái này thì nó sáng hơn này. Cái này thì nó sáng cơ mà nó chỉ có tím trắng thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế còn cái loại kia nó có thêm màu vàng nữa, như nhìn thì nó hơi tối màu hơn chút. Màu vàng nó nhiều hơn. Vâng, như màu vàng nhiều, dạng như kiểu là cái gì nó như là cả... không. Nó như là cái cây như là cái gì cái cái gì nhỉ, nó cũng là dòng dáng hương ấy, nó cũng là dáng hương, hoa nó khá đẹp ấy, nó là một đàn lồng nhạn cái gì nhạn tháng 8 ấy, màu nó hao cái kiểu màu nhạn này, nhạn trắng. À vâng, cái này hoa nó như cái kiểu này, nó như cái đàn lồng ấy. Vâng, giống cái cây kiểu vàng này, kiểu vàng hôm qua trong có một cái video quay kiểu vàng đây thì hôm nay nó kẻ con nó đến có ba mộc đất trộn ba mộc nó là đất rễ chết bên mình một mộc giòn to lắm. À hơi sơn thủy tiên, sơn thủy tiên cái này chấm chấm này. Vâng, anh nhé, môi trường như bình thường cứ hay nói là môi trường không thuận lợi nhá, treo ở dưới mái hiên thế mà cây vẫn tốt bình thường. Không, cứ như là cái độ nắng của nó đủ 30%. Vâng. Thế thôi, chứ còn thì... Đấy, thì là nó thích nghi, rất là hợp lý. Dưới hiên này đủ thứ, từ cây mộc hương này. Mộc hương rồi trà. Dưới cây còn kiếm này. Ba cây rồi, nó hoa hết rồi. Vâng. Đây ngoài này đây là một cây nhãn. Một cây nhãn treo một số tam màu sắc. Đây thôi, chỉ cần chơi nó cứ đơn giản, nhẹ nhàng. Tuổi năm nay và đến tuổi 80 rồi cho nên là cứ nhẹ nhàng chơi làm sao nó thoải mái, sướng sướng. Mong được như vậy. Cái này thì hoa nó cũng đẹp. Vâng, và thưa các bác là chúng ta vừa đi thăm, nói chuyện, trò chuyện với cụ già trên 80 mà vẫn rất là yêu đời, rất là vui vẻ và rất là hứng thú với cái thể loại chơi lan. Thì cũng mong ông, chú sức khỏe và chơi với thú chơi của mình.